Khi còn nhỏ, chắc hẳn bạn cũng như tôi đều bị thu hút bởi những que kem mát lạnh. Những que kem với đủ màu sắc luôn để lại ấn tượng lớn với nhiều thế hệ trẻ em. Nếu vậy, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ăn kem có nhiều hệ lụy mà chúng ta chưa biết đến. Việc ăn kem có thể làm tăng tỷ lệ béo phì, tăng tỷ lệ phạm tội, thậm chí là gây ra đuối nước và các vụ cháy rừng. Một ví dụ nổi tiếng là một nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều kem có thể làm tăng bệnh bại liệt ở trẻ em. Nếu bạn không tin tôi thì hãy để số liệu chứng minh. Hãy nhìn vào số lượng kem tiêu thụ và số người bị chết do đuối nước. Rõ ràng có mối quan hệ cùng chiều. Khi mà lượng kem tiêu thụ tăng lên, số lượng đuối nước cũng tăng lên. Hoặc nhìn vào quan hệ của lượng kem tiêu thụ và số ca bệnh bại liệt, có mối quan hệ tương quan khá rõ ràng đúng không? Đó là nửa đầu thế kỷ 20, khi bệnh bại liệt gia tăng rất nhanh ở Mỹ. Đây là căn bệnh gây nên sốt, viêm họng ở trẻ em và có thể gây ra teo cơ và liệt. Đến năm 1952, có 58.000 trẻ em đã bị nhiễm bệnh với hơn 20.000 ca bị liệt. Các nhà khoa học làm việc ngày đêm để tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này và rồi họ tìm ra nó, chính là việc ăn kem. Sự tăng trưởng của số ca nhiễm bệnh có mối quan hệ rõ ràng với lượng kem tiêu thụ. Chính nhờ vào thông tin này, nhiều bang đã có lệnh cấm hoặc là hạn chế tiêu thụ kem vì nó có thể khiến bệnh tật lây lan nhiều hơn, doanh số kem bị giảm mạnh. Thậm chí nếu kem bị cấm hoàn toàn, chúng ta có thể giảm thiểu cả tỷ lệ phạm tội và số người chết đuối. Đây rõ ràng là điều cần phải làm ngay. Tuy vậy, nhìn vào những ví dụ này, bạn có thể sẽ nghi ngờ rằng có điều gì đó bất thường ở đây. Số lượng đuối nước, số ca bại liệt và số lượng kem tiêu thụ dường như đều tăng lên rõ ràng vào thời điểm tháng 7, 8, 9. Đó là thời điểm mùa hè khi mà nhiệt độ tăng cao. Như vậy sẽ là phù hợp hơn nếu nói rằng nhiệt độ của môi trường mới chính là nhân tố bí ẩn gây nên tất cả những thứ ở trên. Nhiệt độ cao thì lượng kem tiêu thụ nhiều hơn, nhiều người đi ra ngoài hơn nên số lượng phạm tội nhiều hơn. Số lượng chết đuối cao hơn vì nhiều người đi bơi hơn, virus bại liệt hoạt động mạnh hơn vào mùa hè. Đó có thể là câu trả lời cuối cùng, là tác nhân đứng đằng sau và chi phối tất cả. Ví dụ này mô tả một sai lầm mà chúng ta hay mắc phải, đó là nghĩ rằng sự tương quan đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Chúng ta thường nghĩ nếu hai biến số x và y có tương quan với nhau thì x sẽ có tác động đến y. Điều này là chưa chắc chắn. Như ví dụ vừa rồi đã chỉ rõ, số lượng kem tiêu thụ và số lượng người đuối nước là có tương quan với nhau, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng việc tiêu thụ kem tác động đến việc đuối nước. Nếu chúng ta cấm tiêu thụ kem, điều này có làm giảm số vụ đuối nước không? Tôi cá là không. Vì việc cấm tiêu thụ kem không làm nhiệt độ ngoài trời giảm đi, nên số vụ đuối nước sẽ không thay đổi. Trong ví dụ này, x và y có tương quan với nhau là do một biến ẩn z ở giữa gây tác động đến cả hai biến số, làm cho x và y tương quan với nhau. Đây là một ví dụ có vẻ đơn giản, nhưng có nhiều trường hợp khác mà câu chuyện là phức tạp hơn thế và không dễ để nhận ra sai lầm. Hàng ngày trên TV, báo đài, thậm chí trong các cuộc nói chuyện thường nhật, chúng ta thường nghe vô số những kết luận kiểu như x gây ra y, đặc biệt là những tin tức về sức khỏe. Có nhiều kết luận mà tôi cho rằng rất đáng ngờ, thậm chí nhiều bài báo đưa ra thông tin trái chiều nhau. Vì vậy, những kết luận về nhân quả cần được xem xét rất kỹ lưỡng. Hãy xét một ví dụ khác. Có thể bạn đã từng đọc một bài báo kiểu như nghe nhạc cổ điển giúp trí thông minh của trẻ phát triển hơn. Điều này có đúng không? Giả sử chúng ta nhìn vào gia đình nghe nhạc cổ điển và thấy rằng điểm số của học sinh là cao hơn so với gia đình mà không nghe nhạc. Như vậy, có thể kết luận là nghe nhạc cổ điển giúp học tốt hơn không? Câu trả lời là chúng ta chưa thể kết luận được. Có sự tương quan giữa việc nghe nhạc cổ điển và điểm số của học sinh, nhưng quan hệ tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Vậy thì hãy nhìn vào hai biến số này, nghe nhạc cổ điển và điểm số của học sinh. Hãy nghĩ xem có những biến ẩn nào có thể ảnh hưởng đến cả hai biến số. Một biến ẩn có thể là khả năng kinh tế của gia đình. Những gia đình có kinh tế tốt hơn sẽ đầu tư nhiều vào giáo dục, dẫn đến điểm số của học sinh cao hơn. Những gia đình đó cũng có nhiều khả năng sẽ nghe những loại nhạc cao cấp như là nhạc cổ điển, nhạc tính phòng. Đây được gọi là hiệu ứng Mozart. Vào những năm 1990, nhiều bang ở Mỹ đã chi tiền để cho trẻ em thưởng thức nhạc cổ điển, thậm chí là ép học sinh phải nghe nhạc 1 giờ một ngày. Tuy vậy, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc nghe nhạc cổ điển không có tác động đến trí thông minh của trẻ em sau khi đã loại bỏ ảnh hưởng của những biến ẩn ở giữa. Như vậy, nếu bạn muốn con của mình học tốt thì cách làm là hãy đầu tư vào giáo dục, chứ không phải là bắt nó nghe nhạc cổ điển suốt ngày. Một ví dụ khác, một nghiên cứu cho thấy nam giới lấy vợ sớm thường có tuổi thọ cao hơn so với nam giới độc thân. Vậy thì đây là lợi ích của hôn nhân rồi. Hôn nhân làm tăng tuổi thọ của nam giới, hoặc có thể hôn nhân làm cho người chồng cảm thấy thời gian dài hơn. Tôi cũng không rõ lắm. Vậy thì sự thật là như thế nào? Những nam giới lấy vợ sớm thường là những người có địa vị tốt, sức khỏe tốt hơn. Họ lo nghĩ nhiều cho bản thân và gia đình hơn. Ngược lại, nam giới có địa vị thấp thường khó lấy vợ hơn, và những người này sẽ có tuổi thọ kém hơn. Tất nhiên, điều này không phải là luôn đúng.
Cũng có những nam giới có địa vị tốt và không muốn lấy vợ sớm. Nhưng xu hướng chung thì những nam giới có địa vị tốt và sức khỏe tốt thường dễ lấy vợ hơn. Như vậy, biến ẩn ở đây chính là trình độ và địa vị của nam giới. Biến này tác động đến cả tuổi thọ và khả năng lấy vợ của anh ta. Một phân tích số liệu về bóng đá chỉ ra rằng những đội bóng có tỷ lệ chuyền bóng cao thường có khả năng thua trận là cao hơn. Một huấn luyện viên nhìn vào đây sẽ nghĩ rằng đội mình không nên chuyền bóng nhiều mà các cầu thủ cần phải đi bóng nhiều hơn. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy, mà đúng ra là ngược lại. Khi mà đội bóng đang bị thua thì vào hiệp 2, các cầu thủ sẽ tìm cách chuyền bóng nhiều hơn để tạo ra nhiều cơ hội hơn và tận dụng được thời gian. Vì vậy, không phải là chuyền bóng nhiều dẫn đến thua trận, mà là thua trận dẫn đến chuyền bóng nhiều. Đây là một trường hợp khác mà chúng ta chưa xét đến. Khi mà hai biến X và Y là tương quan với nhau thì có thể có nhiều khả năng xảy ra. Có thể là X thực sự có tác động nhân quả đến Y, hoặc có thể là ngược lại, Y lại biến tác động đến X. Trường hợp thứ ba đó là có một biến ẩn Z ở giữa tác động đến cả X và Y, làm cho X và Y tương quan với nhau. Một trường hợp cuối cùng là quan hệ này có thể chỉ là ngẫu nhiên. Thử nghĩ xem, nếu bạn nhìn vào hàng nghìn biến số thì rất có thể sẽ tìm ra được hai biến số tương quan với nhau chỉ là do ngẫu nhiên. Vì vậy sẽ cần có những nhận định và phân tích, chứ không thể chỉ dựa vào số liệu để đưa ra kết luận. Ok, vậy thì cách khắc phục hiện tượng này là gì? Thông thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được sự tương quan khi nhìn vào số liệu. Vậy làm thế nào để có thể kết luận về quan hệ nhân quả? Hãy xét ví dụ về việc nghe nhạc cổ điển và kết quả học tập. Nếu chúng ta lo ngại rằng khả năng kinh tế của gia đình có thể là biến ẩn ảnh hưởng đến quan hệ của hai biến số, thì có thể làm như sau. Hãy phân tách các gia đình thành 3 nhóm: thu nhập cao, thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Hãy nhìn vào từng nhóm thu nhập này và so sánh kết quả học tập của gia đình nghe nhạc và gia đình không nghe nhạc. Giả sử bạn nhìn vào nhóm gia đình thu nhập thấp và thấy rằng những gia đình nghe nhạc cổ điển có điểm số cao hơn. Tương tự cho nhóm gia đình thu nhập trung bình và thu nhập cao, cả 3 nhóm này đều có điểm số cao hơn. Khi đó, chúng ta có thể kết luận rằng nghe nhạc cổ điển có tác dụng làm tăng điểm số khi đã loại bỏ đi ảnh hưởng của kinh tế gia đình. Đó là vì chúng ta đã chứng minh được rằng dù thu nhập gia đình là như thế nào, việc nghe nhạc cổ điển đều có tác dụng làm tăng điểm số. Chứ điều này không chỉ đúng với những gia đình thu nhập cao. Như vậy, việc phân tách ra thành từng nhóm gia đình có chung mức thu nhập đã loại bỏ đi ảnh hưởng của biến số này đến mối quan hệ. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra kết luận về quan hệ nhân quả. Bây giờ, bạn có thể nghĩ chúng ta có thể làm cách này nếu như có một biến ẩn ở giữa. Nhưng nếu tôi có 2 biến ẩn, 3 biến ẩn hoặc thậm chí là 10 biến ẩn thì cần làm như thế nào? Chẳng hạn như nếu chúng ta nghi ngờ rằng trình độ học vấn của cha mẹ cũng có thể là một biến ẩn tác động đến mối quan hệ, khi đó cần làm như thế nào? Cách làm cũng tương tự, chúng ta cần phải nhìn vào những gia đình có chung đặc điểm về những biến ẩn đó. Chúng ta có thể thực hiện một phân tích gọi là phân tích hồi quy. Đây là một mô hình thông dụng trong kinh tế lượng. Tôi sẽ không đi sâu vào mô hình này. Điều bạn cần biết ở đây là mô hình hồi quy giúp chúng ta phân tích ảnh hưởng của hai biến số sau khi đã hiệu chỉnh ảnh hưởng của những biến ẩn ở giữa. Một cách làm cuối cùng, một nhược điểm của phân tích hồi quy đó là tôi cần phải liệt kê ra tất cả các biến ẩn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ, như trình độ kinh tế của gia đình, học vấn của cha mẹ, vân vân. Nhưng vì các biến ẩn là ẩn dấu đằng sau, rất có thể có một biến ẩn nào đó mà tôi chưa từng nghĩ ra và sẽ bỏ qua cho phân tích. Điều này có thể dẫn đến kết quả bị sai lệch. Vậy thì có giải pháp nào tốt hơn nữa không? Thực tế thì có một cách, nhưng đây là một loại nghiên cứu có chi phí cao và không phải lúc nào cũng thực hiện được. Đó là nghiên cứu RCT, viết tắt của Randomized Control Trial. Đó là nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Nghiên cứu RCT được thực hiện như sau. Tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 100 gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu. Tôi sẽ phân tách ngẫu nhiên 100 gia đình này thành 2 nhóm. 50 gia đình đầu tiên, tôi sẽ cho họ nghe nhạc cổ điển mỗi ngày. 50 gia đình còn lại, tôi sẽ không cho họ nghe gì cả. Sau đó, tôi sẽ so sánh kết quả học tập của học sinh trong 2 nhóm này. Vì các gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên vào 2 nhóm, các biến số như khả năng kinh tế, trình độ vấn, vân vân sẽ là đồng đều giữa 2 nhóm. 2 nhóm gia đình sẽ có khả năng kinh tế tương đương nhau, trình độ vấn của cha mẹ tương đương, cũng như mọi biến ẩn khác mà chúng ta chưa biết đến. Do vậy, tôi sẽ không phải lo lắng về biến ẩn ảnh hưởng đến thí nghiệm. Khi đó, nếu nhóm gia đình nghe nhạc cổ điển có điểm số tốt hơn, tôi có thể kết luận là nhạc cổ điển có tác động nhân quả đến điểm số. Tuy vậy, cần nhấn mạnh là loại nghiên cứu này là rất khó thực hiện vì không phải gia đình nào cũng đồng ý tham gia và chi phí của nó cũng rất lớn. Hơn nữa, sẽ có những vấn đề về mặt đạo đức. Kiểu như nếu bạn muốn kiểm định ảnh hưởng của việc uống rượu, hút thuốc hay là kiểm định một loại thuốc mới thì sẽ không thể thực hiện nó trên con người. Ok, hy vọng là sau video này bạn đã hiểu được rằng sự tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Nhưng thử nghĩ xem có phải video này làm bạn hiểu ra điều đó không? Nếu bạn trả lời tôi rằng chắc chắn video này giúp bạn hiểu ra điều đó,
thì bạn thực ra đang chưa hiểu đâu. Hãy luôn cẩn trọng khi kết luận về quan hệ nhân quả. Còn nếu bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ nó, và điều đó thì hoàn toàn đúng là quan hệ nhân quả.